Chị em đang mong đậu bé gái thì có thể tham khảo thực đơn sau nhé. 1. Thực phẩm giàu sắt, các loại thịt đỏ, rau màu xanh đậm, ngũ cốc nguyên cám, khoai lang. 2. Thực phẩm giàu canxi, thực phẩm từ sữa, phô mai, rau màu xanh đậm. 3. Thực phẩm giàu magie, các loại đậu, vừng. 4. Các loại gia vị, tỏi, mù tạt, hành tây. 5. Thực phẩm giàu vitamin C, ổi, cam, B, áo, dâu. 6. Thực phẩm giàu DHA, lòng đỏ trứng, các món ăn chế biến từ trứng và cá hồi. Lưu ý, mẹ cũng nên hạn chế độ mặn trong bữa ăn, ăn nhiều hơn các món ngọt và đừng quên bổ trứng với OvaQuy 1 nhé.